Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, khoảng chiều tối nay đến 4 tháng 3 khắp các tỉnh miền Bắc đón mưa rào và không khí lạnh, đề phòng mưa dông và khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết miền Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 26 đến 28 độ. Khắp các tỉnh miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại. Ảnh Internet khu vực thời tiết từ Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào ập và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ ở mức từ 16 đến 20 độ C. Thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều hửng nắng. Khắp các tỉnh vùng núi phía Bắc xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất ở mức 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Tin thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xuất hiện mưa vài nơi, ngày nắng, nền nhiệt ban ngày phổ biến ở mức từ 28-31 độ C. Thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nền nhiệt phổ biến ở mức từ 29-32 độ C. Thời tiết từ Tây Nguyên đến Nam Bộ đêm không mưa ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất ở mức 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nam Bộ nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, miền Đông có nơi 34-36 độ. Let's look at